Thơm ngon và Hello xin chào các bạn, welcome các bạn đến với KT Food Stories Hôm nay KT xin chia sẻ công thức mới làm bánh bò sao cho nó ngon Và không có cần phải đông đo, tức là không cần phải có cái cân luôn các bạn ơi Thì cái công thức này nó đơn giản và không cần phải lượt qua cái rổ luôn Đơn giản nhất mà từ trước đến nay KT đã chia sẻ Thì để làm cái này cũng đơn giản à, Trước hết mình cần có một gói bột năng Bột năng này mình dùng hôm nay là đúng 400 gram bột năng hiệu Miko nè các bạn. Các bạn có thể tìm thấy cái bột năng này ở bất cứ chợ nào ở Nam Cali thí dụ như chợ Thuận Phát là chi thấy nhiều nhất. Hôm bữa Kichi đi vô chợ Thuận Phát thì thấy cái này và bên chợ ABC hay chợ châu Á nào bạn thấy là cũng có thể làm, đúng 400 g luôn, mình dùng hết gói bột này. Cái bánh mà hôm nay Kichi chia sẻ thì nó sẽ to hơn mọi thường à, cho nên là mấy cái nguyên liệu chi phải tăng lên nha các bạn. À, thí dụ cái này là 400 g thì mình cần có 10 cái trứng trứng này là nhỏ nha tại này nhỏ nè cho nên mình cần 10 cái một quả trứng này là 59 g còn trứng mà bạn có loại to thí dụ là 65 67 g thì mình cần chín cái trứng đường mình cần một hũ đường như thế này mình không cần lấy ra cân luôn 500 g một hũ đường này và đường thốt nốt mình dùng cái loại cục nhỏ như thế này nha các bạn để lát mình cắt nó ra cho nó tiện còn đường cục lớn thì lúc mà mình làm mình thắng nó cho nó tan thì mình cần tốn thời gian tốn thời gian thứ nhất thứ hai là nó sẽ bị bốc hơi mất hơi nước cho nên là nó sẽ bánh nó sẽ không có mềm thơm ngon bằng cái cách mà mình dùng cái đường mà nó nhỏ như vậy kế đến mình cần có một lon nước cốt dừa một lon nước cốt dừa hiệu này mình thấy là ăn ngon nhất là 400ml bình thường khi chi sẽ làm bơ không muối bơ lạc không muối nha các bạn Um, nhưng mà hôm nay khi sẽ dùng là dầu dừa bởi vì mình cũng làm vài lần dầu dừa mà mình thấy cái kết quả cho ra là nó thơm ngon hơn dầu dừa này mình cần khoảng hai muỗng canh thì đây các bạn dầu dừa này là mình dùng mình mua trong Costco, rất là ngon luôn muối mình cần có nửa muỗng cà phê muối biển hai gói bột nổi bạn đừng lo ăn không có chát đâu chát mắng giống khi chi hai gói bột nổi này để cho bánh mình có rễ tre nhiều và một gói cà phê hòa tan cà phê hòa tan này không đường mà mình dùng nhiều hiệu mình thấy cái hiệu này ngon nhất nè ừ, nhưng mà bạn không có hiệu này ở nhà mình dùng hiệu nào cũng được nha nhưng mà muốn thơm ngon thì mình thấy cái hiệu này cà phê này ngon cái bánh bò đường thốt nốt này á cho ra cái hương vị một ít xíu cà phê trong đó rất là ngon luôn nha các bạn Kể đến để làm bánh bò có rễ tre thành công trước hết bạn phải cần có là cái khuôn làm bánh bánh bò nha các bạn chuyên về bánh bò thì cái khuôn này á, mình sẽ để lên dưới phần bình luận hay là phần mô tả cho các bạn tại sao mình cần làm cái khuôn này khuôn này mình dùng rất là nhiều khuôn nhưng mà mình thích nhất là cái khuôn này và cái hiệu này luôn nó làm cho mình ra một cái bánh ngon lắm và nó không có bị dính vô trong cái khuôn và thứ nhì là khi cái này là nó có đủ chiều cao khi mà bạn chế bột vô đó là khoảng phân nửa thôi hay là ít hơn mà bạn thí dụ mà bạn chế bột lên á cái khuôn mà nó cao quá thì khi mà cái bánh đó, nó nóng nó tràn nó nổi lên mà nó nổi qua cái thành bánh không có gì để mà điểm tựa không có gì cho nó điểm tựa thì cái bánh một lát đó, nó sẽ bị xẹp các bạn nó không có gì để che mình thí dụ ha đây có rất là nhiều bạn hỏi khi chi là tại sao theo dõi khi chi công thức nhiều lần mà tại sao có người thành công có người không thành công là khi mình phát hiện ra là bạn đó làm cái khuôn này nè và cái khuôn này nó, nó ngắn ngủng à cái này nó có một inch rưỡi à các bạn cái bánh bò của mình ra nó cao lắm mà mình làm như vậy nè bánh á, khi bột mình chế vào á, nó qua quá nửa khuôn rồi khi mà nó tràn lên cao như thế này nè nên bánh á, nó cao lên nó nổi lên không có điểm tựa nè nó xẹp xuống và nó không có rễ tre đó cho nên là làm bánh bò giúp dùm cây chi, làm bánh bò mua một cái khuôn này cái này rẻ lắm các bạn mười mấy hai chục đô gì à nhưng mà mình xài cả đời lận cho nên là giúp mình khai mua cái khuôn này nha kế đến là mình phải bỏ vào trong lò mình cho vào trong lò mình sẽ preheat tức là mình làm cho cái khuôn này nó nóng lên thì mình làm đó, bánh sẽ xảy ra nhiều rẫy tre nha các bạn bây giờ mình cho vào trong lò và các bạn lưu ý từ dưới đây từ dưới đếm lên 1, 2, 3 cái ngăn thứ ba mình cho cái khuôn vào trong đây ở giữa và mình đẩy nó lại kế đến là các bạn mình mở nhiệt độ lò là bếp nha bếp mà không có quạt bếp thôi bình thường thôi 380 độ F tương đương với lại 190 độ C kế đến mình bắt một cái nồi và mình cho hết 400 ml nước cốt dừa vào trong cái nồi cho vào đây nửa muỗng cà phê muối còn đường thốt nốt thì mình muốn cho nó mau tan thì mình cắt nó ra nhỏ như thế này đó Kế đến á, mình mở lửa nhỏ liu riu thôi nha các bạn Tức là lửa, thí dụ mình có 9 số thì mình mở lửa số 2, số 3 thôi Và mình phải trộn đều như thế này nè Đừng có để cho nước cốt dừa sôi Tại vì nếu mà nước cốt dừa nó sôi lên nó sẽ bị cái bị gắt dầu á các bạn Đó, mình làm như thế này nè Cho tới khi mà nó tan ra Sau khi mà đường tan hết rồi mình bắt đầu tắt lửa Đó các bạn thấy không Nó tan nhưng mà nó không có sôi một ụt và bây giờ mình sẽ cho nguyên cái gói cà phê vào nha Gói cà phê này là 2.5 gram Và khoảng chừng một muỗng cà phê dung Mình quậy đều Quậy nhẹ nhẹ đừng có quậy cho nó nổi bọt nha các bạn Mình quậy đều nó như thế này nè Để cho nó tan mình đổ nước đường và nước cốt dừa cho một cái mô tô như thế này á để cho nó mau nguội chứ mình để trong cái nồi nó lâu nguội lắm các bạn các bạn thấy cái độ nóng của nó không nó bốc khói nè khi mà mình dùng cái nước này á mình bắt đầu mình nấu á là cái nước này nè cái nước cốt thốt nốt này á các bạn lưu ý là mình phải đợi cho nó ấm ấm còn bây giờ là nó nóng nè là bạn đổ vô bột á mà bạn làm liền á vội vã mình hối hả đó thì bánh nó sẽ bị chai nó chín bột bánh nó chai nó không có nở đâu nha cho nên là mình phải đợi cho nó nguội nguội chút tức là nó còn cái độ ấm còn bánh á, mà cái bột cái nước này mà nó nguội ngắt luôn á thì nó bánh nó cũng sẽ không nở nha cái bánh bò coi vậy chứ mà nó đỏng lạnh lắm các bạn ơi mình làm theo từng bước theo kê chi giống như từng bước đừng có thay đổi bước thì các bạn sẽ làm thành công nha giống như bây giờ nè mình vừa làm xong nè mình cho vào cái tô và mình để qua một bên cho nó nguội nguội bớt chứ không phải là nguội ngắt nha bây giờ mình cho trứng vào đây 10 cái trứng nha các bạn vô trong một cái thao nhỏ như thế này kế đến á, mình dùng kéo mình cắt cái trứng ra làm bốn làm sáu vậy mỗi cái trứng mình cắt ra như vậy nè kế đến mình dùng cái cây quậy trứng như thế này quậy bột á mình quậy một chiều và mình đừng có dắt cái cây quậy bột này lên như thế này mà mình đụng nó trong toàn quá trình mình quậy thì lúc nào cũng vậy á là mình phải để nó đụng xuống cái thao và mình quậy một chiều 15 giây đúng 15 giây là nó sẽ nhìn như thế này nè các bạn Lưu ý là bánh bò nướng dùm cho Katie là cần có một cái đồng hồ để mình canh là mình kinh phút và mình canh dây để cho nó chính xác nha các bạn. Kế đến mình cho hết cái gói bột này vào. 400 g bột cho vào một cái thao to to như thế này nè. Cho vào đây hai gói bột nổi. Bình thường Katie hay dùng hiệu ao xà mà hôm nay người ta hết rồi các bạn. Thế nên mình dùng cái này nếu mà bạn có double acting baking powder thì mình dùng một muỗng uh, tablespoon tức là một muỗng canh gạt ngang còn không có thì mình dùng hai gói này và mình trộn đều nó lên hôm nay Katie làm công thức đơn giản không cần phải bỏ bột gạo vô nhé các bạn nhưng mà nó dẫn ra cái bánh rất là ngon luôn tại vì mình thấy mỗi lần mình dùng bột gạo đó, rồi mình phải cân cân cho các bạn đó. thì có nhiều bạn nói là nhà bạn không có cái cân cho nên cái công thức này là cái công thức giúp cho bạn nào mà không có cái cân á, làm ra bánh vẫn ngon chính xác. Đó mình trộn đều như đấy thế này khoảng chừng 15 giây. Kế đến á, mình sẽ cho trứng vào đây, mình cho từ từ rồi mình vừa cho mình vừa quậy nha. Lúc nào cũng vậy khi mà quậy bột ịnh cái cây xuống cái lòng thao á và không có nhấc nó lên. Đừng có đổ một cái ào vô nha các bạn. Và bây giờ các bạn đếm dùm cho chi là 15 giây nha Mình quậy bột đúng 15 giây Đây các bạn ơi, sau 15 giây nó vẫn còn giống như vậy nha Không sao hết, đừng có lo Đừng có đánh nhanh nha các bạn Giống như Katy làm cho các bạn xem nó từ từ chậm chậm thôi Đừng có làm vội vã, mình làm mà cái bọt nó nổi lên á Thì nó cũng không có tạo cái lớp rễ tre luôn và bây giờ cái nước thốt nốt của mình nó cũng nguội rồi các bạn các bạn muốn mau nguội á thì mình cho nó vào trong tủ lạnh khoảng năm bảy phút nhưng mà lúc đó mình phải đợi rồi mình mới trộn cái bột này với trứng không thôi á mình để cái bột nổi này mình ngoại trộn rồi mình để ở ngoài lâu quá mà mình không nướng bánh á thì cái bánh của mình cũng không có rễ tre và nó xẹp nha các bạn bây giờ mình cho cái nước cốt dừa thốt nốt vào đây từ từ thôi đó mình cho từ từ vừa cho vào và vừa đánh như thế này nè các bạn và đừng có nhấc cái phới lòng lên đừng có nhấc cái cây quậy trứng lên lưu ý là cái nước này có không có được nóng nha các bạn không có được nóng sôi nha nó chỉ ấm ấm thôi và bây giờ mình tính phút nha bắt đầu mình tính phút là bây giờ mình tính đúng 3 phút cho Katie đó các bạn làm như này quậy như thế này quậy nhẹ nhẹ, nhẹ nè chậm chậm như thế này nè mình lấy cái đồng hồ ra và mình xét cái giờ là 3 phút đây các bạn sau 3 phút là nó nhìn như thế này nè nó vẫn còn lợn cợn không sao nha nhưng mà lợn cợn rất là ít cái đến mình cho vào trong đây một muỗng canh dầu dừa. Còn một muỗng canh còn lại một lát mình sẽ thoa lên cái khuôn. Và mình quậy khoảng chừng 15 giây. Nhẹ nhẹ như thế này. Và sau 15 giây mình quậy dầu dừa rồi đó, mình lượt nó qua trong một cái rổ như thế này. Cái rổ có cái lỗ to to chút xíu cho dễ nha các bạn. Đổ từ từ vào. Các bạn ơi, các bạn sẽ thấy nó lợn cọn như thế này. Ít thôi nha chứ không phải nhiều nha. Không sao, mình có thể dùng cái cây đánh bột nè. Mình chà nó nhẹ nhẹ như thế này để cho nó xuống. Bạn có thể dùng bao tay, bạn đeo bao tay vào và bạn bóp nó, nhưng mà không có bao tay thì bạn có thể làm như vậy không sao hết. Đó, như vậy là được rồi nè các bạn kế đến mình lấy cái khuôn ra nhanh nha các bạn cái giai đoạn này thì mình phải làm nhanh không thôi á, là nó mất nó nguội á, nó cũng xẹp bánh luôn và mình cho cái một muỗng canh dầu dừa vào đây nếu mà dầu dừa của bạn mà nó đông á thì mình bỏ một lò vi sóng mình hâm nha cho nó tan ra khoảng 30 giây á, là nó tan à và mình thoa khuôn mình thoa như vậy nè đều lên cái thành khuôn mình làm nhanh cái giai đoạn này dùm cho Katie cái, cái thao tác này mình cho lên như thế này nè cái dầu dừa mình làm bánh bò nướng là ngon số 1 luôn á các bạn ơi các bạn thử đi ráng mua cái dầu dừa về làm nha nó ra cái hương thơm ngon lắm đó mình làm nhanh như thế này và bây giờ khi chi sẽ bỏ bột vào đây bột mình mới quậy vào á nhưng mà mình không cần cho qua cái rổ nữa đó mình cho vào như vậy nè Đó các bạn thấy không Nguyên cái công thức này Nó chỉ ra được nửa khuôn này thôi Thì nửa cái khuôn này lát bánh nở lên là được rồi Đừng có cho quá nhiều nha Đừng làm công thức gấp đôi là nó sẽ hư bánh nha các bạn Và mình cho vào trong lò nướng Mình nướng đúng nhiệt độ là 380 độ F Và cũng là cái ngăn thứ ba này Mình để cái khuôn ở giữa Và làm giai đoạn này là mình làm mình cố gắng mình làm nhanh tại vì để cái bột nổi giống như ở ngoài á mình trộn lâu quá thì nó sẽ hư bánh của mình cho nên mình cho vào trong đây mình chuẩn bị hết nguyên liệu mình làm và mình cho vào trong lò nướng mình nướng đúng 60 phút dùm KT nha và có một điều lưu ý nữa đó là khi mà các bạn cho vào trong lò mà bạn nướng mới có 10 phút đi mà cái bánh mà nó nổi vượt qua cái khuôn luôn đó là cái nhiệt độ lò của bạn nóng quá nóng hơn cái nhiệt độ lò của KT cho nên là nó sẽ xẹp bánh nha các bạn nó mà vượt qua cái khuôn là nó sẽ bị xẹp bánh công thức này KT chia sẻ cho các bạn đơn giản là như thế nào là nhiệt độ lò lúc nào cũng giống nhau không cần phải để cao rồi hạ từ từ mình phải canh giờ như vậy mà cho đúng 380 độ F mà thôi làm đúng 60 phút với cái bí quyết nướng như thế này á thì nó sẽ làm cho cái bánh của mình á, nó nở từ từ ở bên trong ruột bánh nhưng mà nó không có bị thoát hơi rồi nó mới tạo ra những cái túi không khí và thành rễ tre còn nếu mà bạn mà không biết đo cái nhiệt độ rồi bạn cho lên nhiệt độ cao quá rồi mới hạ từ từ á thì có thể ảnh hưởng tới cái khuôn của mình và cái bánh của mình luôn nếu mà nóng quá là bánh nó sẽ bị hư nha các bạn cái này mình làm bằng lời chiên không dầu cũng được nha các bạn và bây giờ khi chia sẻ chia sẻ cái cách bạn làm bằng lời chiên không dầu nếu như bạn dùng lò chiên không dầu mà bằng cái hiệu mà Katie hay xài là Solar Tablet á, thì các bạn dùng lửa 320 độ F độ C mình sẽ để trên màn hình nướng cho 60 phút. Còn nếu mà bạn dùng cái hiệu Cuisinart thì bạn dùng lửa là 325 độ F, nướng 55 phút. Và đây là cái bánh sau 60 phút. Mình tắt lò nha các bạn. Tắt lò và mình để trong đây thêm 5 phút nữa. Bởi vì nếu mà mình tắt lò mà mình lấy ra liền á, nó sốc nhiệt độ á, nó cũng sẽ bị xẹp bánh. Và sau khi mình để trong lò 5 phút mà mình tắt lửa các bạn, mình mở nó ra. Mở cái lò hí hí ra như thế này nè. Đó. và mình để trong lò thêm 20 phút nữa dùm cho khi thi nha mình cứ làm như vậy á là bánh nó sẽ không bị xẹp nha các bạn 20 phút nữa wow nóng quá các bạn ơi và cái này mình mới lấy trong lò ra sau 20 phút mình đợi á, để, trong lò cửa hí hí hồ cái bánh nó thơm ngây ngắt luôn các bạn ơi các bạn nhìn nè như vậy nghĩa là nó có nhiều rễ tre lắm luôn á và bây giờ mình để đây cho tới khi nó hoàn toàn nguội rồi mình mới ụp nó ra tại vì bây giờ nó còn nóng mà bạn ập thì cái này nè cái bánh đó, nó sẽ rớt ra tại vì thường thường á có những cái khuôn giống như khuôn cũ của kt đi nó dính như lắm cho nên mình phải ụp mà mình ập nó ra đợi lát thì nó sẽ rớt còn cái này á, mình ập là nó rớt ra liền và bánh của mình nó sẽ không được đẹp nó còn nóng cho nên nó sẽ bị xẹp á bây giờ bạn nào mà dùng cái khuôn này nè để gì cho kt không cần phải ập ra gì đâu nha đợi cho nó nguội rồi mình cắt cho các bạn xem wow cái bánh nhìn nè các bạn nhìn nè, nghĩa là nó nhiều rễ tre lắm đó nha. Wow, đẹp chưa? Sau khi bánh nguội rồi đó, các bạn, giờ mình ụp nó xuống nha. Wow. Ta-da, các bạn thấy không? Nó ụp ra nó một cách dễ dàng luôn các bạn. Và bây giờ mình sẽ cắt. Trời ơi, cái màu đẹp dễ sợ luôn. Cái màu này là màu đường thốt nốt cà phê. Tuyệt vời quá à và bây giờ mình sẽ cắt xem ở bên trong nhìn nó như thế nào nha bánh quá đẹp phải không các bạn wow đây các bạn ơi rễ tre khống rồi, các bạn thấy không wow đẹp chưa mm. Cái màu này là màu đường thốt nốt với là màu cà phê các bạn Ngon quá trời Ta -da! Và đây là thành phẩm của mình đây các bạn ơi Bánh bò nướng đường thốt nốt và có một chút hương vị cà phê Nhìn thơm ngon hấp dẫn chưa nè Các bạn thấy cái bánh nó nổi rễ tre quá chừng luôn đó Từ trên xuống dưới luôn nè Ôi ơi Mượt mà Rất là ngon luôn công thức kt chia sẻ cho các bạn ngày hôm nay thì hai ngày sau bánh vẫn mềm dẻo ngon nha các bạn và bây giờ khi chia sẻ ăn thử xem nó ngon như thế nào nha để xem bánh nó có ngọt lắm hay không hay là vừa ăn nha bạn thấy sớ không đây rễ tre nè và bánh nó dẻo mềm như thế này nè cái độ dai và cái độ đàn hồi của nó nè các bạn mời các bạn nha đó. các bạn thấy à để mình xé ra cho các bạn xem nha ờ. cái độ ngọt nó vừa phải độ béo độ ngọt vừa phải các bạn ơi cái bánh dẻo dai ngon vô cùng luôn hmm. bánh dẻo không quá ngọt nha các bạn và nó cũng không lạc tức là nó cái độ ngọt nó vừa phải ngon quá và bây giờ mình mời đại ca nha bánh thơm ngon và dai ừ. wow, ăn ngon ha có ngọt quá không so với khẩu vị của đại ca thì cái vị nó như thế nào theo anh là vừa ăn nó không có quá ngọt wow. mà mình thích nhất là cái gì các bạn biết không đây nè cái phía ngoài của cái bánh nó nó có một cái lớp giòn giòn nhẹ nhẹ ăn rất là ngon luôn á ăn thêm miếng nữa và mình thích nhất là cái lớp này nè nó rớt ra từ cái bánh đó các bạn không biết có ai giống mình không là mình thích ăn cái này nè cái lớp này com này nè ăn nó giòn giòn mà nó béo nó thơm lắm các bạn ơi thơm quá thơm quá ha đại ca ha <laughs> ừ, béo ngon quá các bạn ơi Và các bạn ơi Hy vọng là các bạn thích video này Nếu như bạn có thắc mắc gì cứ để dưới phần bình luận nha Thì Chi sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể Và mình mến chúc tất cả các anh chị em cô chú Làm bánh thành công và ăn ngon miệng nha Thank you for watching Nếu thích video này nhớ bấm nút like ủng hộ kênh KT Cái nút like nó có nhiều ý nghĩa lắm Nó cho mình có nhiều động lực Để làm thêm nhiều món ngon Chia sẻ với các anh chị em cô chú gần xa Thank you for watching Bye bye See you next time mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui, vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu các bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông. Nếu mà bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới đó. Thank you for watching. Bye bye. See you next time.